Xin được kính chào quý vị cùng các chị đang xem lịch âm dương của tháng 3 năm 2027. Năm 2027 là năm Đinh Mùi, năm con dê. Những người sinh vào năm 2027 sẽ cần tính con dê. Đối với tháng 3 có 31 ngày, trong đó có một số ngày được nhiều người quan tâm. Ngày đầu tiên là ngày 8 tháng 3 dương lịch. Ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Âm lịch sẽ có ngày 1 tháng 2. Ngày 1 tháng 2 là ngày đầu tiên của tháng 2 âm. Ngày thứ 2 là ngày 22 tháng 3 dương lịch. Âm lịch sẽ có ngày 15 tháng 2. Ngày 15 tháng 2 là ngày rằm của tháng 2 âm. Lịch dương của tháng 3 theo tính theo ngày âm sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2. Những ngày có dấu sao màu đỏ trên màn hình là ngày hoàng đạo, ngày tốt. Mời quý vị cùng các bạn xem chi tiết những ngày lễ quan trọng trong tháng 3 năm 2027. Vào Chủ nhật, ngày 7 tháng 3 là ngày Tổ Khánh Anh, Pháp chủ tăng già Việt Nam, nhiệm kỳ 2 viên tịch, âm lịch là ngày 30 tháng 1. Vào thứ hai, ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, âm lịch ngày 1 tháng 2. Lịch sử ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 bắt đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống của nữ công nhân Mỹ. Ngày 8 tháng 3 cũng là ngày 1 tháng 2 âm lịch, ngày đầu tiên của tháng 2 âm. Vào thứ hai, ngày 15 tháng 3 là ngày viếng Đức Phật Thích Ca xuất gia, âm lịch là ngày 8 tháng 2. Vào thứ hai, ngày 15 tháng 3 là ngày vía tôn giả An Nan, âm lịch ngày 8 tháng 2. Vào thứ bảy, ngày 20 tháng 3 là ngày quốc tế hạnh phúc, âm lịch là ngày 13 tháng 2. Vào Chủ nhật, ngày 21 tháng 3 là ngày thơ thế giới, âm lịch ngày 14 tháng 2. Ngày 21 tháng 3 dương lịch cũng là ngày hội chứng đau thế giới. Vào thứ hai, ngày 22 tháng 3 là ngày nước thế giới, âm lịch là ngày 15 tháng 2. Ngày 22 tháng 3 cũng là ngày vía Đức Phật Thích Ca nhập diệt và cũng là ngày rằm của tháng 2 âm lịch, ngày 15 tháng 2. Vào thứ tư, ngày 24 tháng 3 là ngày thế giới phòng chống lao, âm lịch là ngày 17 tháng 2. Vào thứ sáu, ngày 26 tháng 3 là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, âm lịch là ngày 19 tháng 2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức chính trị xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Vào thứ sáu, ngày 26 tháng 3 là ngày viếng Đức Quan Thế Âm, Giáng sanh, âm lịch là ngày 19 tháng 2. Vào thứ bảy, ngày 27 tháng 3 là ngày thể thao Việt Nam, âm lịch là ngày 20 tháng 2. Được tổ chức hàng năm nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân và phong trào rèn luyện thân thể và các hoạt động thể thao văn hóa lành mạnh. Vào Chủ nhật, ngày 28 tháng 3 là ngày viếng Đức Phổ Huyền Bồ Tát, âm lịch là ngày 21 tháng 2. Nếu quý vị cùng các bạn quan tâm đến ngày tốt, ngày xấu của tháng 3 năm 2027 thì có thể tham khảo một số ngày sau đây. Một số ngày tốt: ngày mùng 3, ngày mùng 5, ngày 12, ngày 13, ngày 17, ngày 19, ngày 24, ngày 25, ngày 29 và ngày 31. Những ngày này mọi người có thể lựa chọn để xuất hành, như là chọn giờ để xây nhà hoặc là khai trương công ty hoặc một số công việc khác liên quan đến những điều quan trọng của gia đình cũng như là doanh nghiệp. Một số ngày xấu gồm: ngày 1, ngày 4, ngày 7, ngày 9, ngày 11, ngày 15, ngày 18, ngày 21, ngày 23, ngày 27, ngày 31. Thống kê một số ngày tốt, ngày xấu ở trên là tham khảo. Mọi người có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng hoặc một số thông tin khác để có những cái thông tin cụ thể và chính xác hơn. Quý vị và các bạn vừa xem xong lịch âm dương, một số ngày lễ, ngày tốt, ngày xấu của tháng 3 năm 2027. Kính chúc quý vị có một tháng 3 luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin kính chào quý vị.